Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2017. Sư cô đến đây để giảng một thời pháp ngắn cho đạo tràng của Tịnh Xá Trung Tâm. Bài giảng hôm nay có một cái tựa đề rất là ngắn là đọc được tâm. Trước khi mà chúng ta nói về cái vấn đề mà đọc được cái tâm của mình, hiểu được cái tâm mình, thì đầu tiên chúng ta hỏi tâm là gì? Cái câu hỏi mà hỏi tâm là gì thì mình trả lời rất là ngắn gọn đó. Tâm là biết cảnh, tức là tâm là nhận thức được cảnh. Và bản chất của tâm là trong sáng. Vì nó trong sáng cho nên nó có thể soi rọi rõ tất cả các đối tượng, từ những cái hiện tượng pháp cho đến bản thể pháp, thì tâm đều có khả năng biết được hết. Và tâm đều có cái khả năng đó là biết được ngoại cảnh và biết được nội tâm. Đó là cái đặc điểm. Nhưng mà tại sao đó là Đức Phật khuyên chúng ta phải nên tu tập, phải nên rèn luyện cái tâm của mình? Tu là gì mà tập là gì? Tu có nghĩa là sửa đổi những cái gì mình thấy nó không đúng, nó sai. Những cái gì mà nó không phải là thiện pháp thì mình phải sửa lại cho nó đi cái con đường của chánh pháp. Nhưng mà sửa khó lắm chứ không phải dễ. Tại vì cái tập khí mình nhiều đời nhiều kiếp, nó đã là hình thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó gọi là nghiệp. Khi nào chúng ta làm cái điều gì, chúng ta có cái chủ ý là, và chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài. Nó làm nó hình thành như một cái cá tính của mình, như một cái thói quen của mình. Thì cái đó nó gọi là nghiệp. Thì vì chúng ta quân tập nó nhiều đời nhiều kiếp, không phải riêng kiếp này, mà nó hình thành nên cái riêng biệt của mình, cái tập khí của mình, cái cá tánh của mình, cái khuynh hướng của mình, cái ý thích của mình, cái quan niệm của mình. Thành ra mình khắn chặt nó vào trong đó. Vì cái lẽ đó mà cái tâm của mình á muốn sửa đổi rất là khó. Cái sự sửa đổi thật sự chỉ có thể xảy ra khi mình hiểu biết, khi mình nhận ra rằng cái điều đó nó không đúng, nó không tốt cho mình. Thường thường cái đúng và cái tốt đó, thì theo cái pháp thế gian á, mình cứ căn cứ rằng cái điều đó đúng tốt là khi nó có lợi cho mình, đúng như cái ý của mình, nó có nghiêng về cái quyền lợi của mình, thì mình cho rằng cái đó là cái tốt, cái đúng nhất cho mình. Nhưng mà cái đúng, cái tốt trong nhà Phật đó dạy cho chúng ta đó, khi nào mà cái tâm chúng ta trong sạch, lòng chúng ta trong sáng, chúng ta làm cái việc gì mà trong lòng chúng ta đó nhẹ nhàng, thư thái, chúng ta thấy vui, thì chúng ta tạo cho cái người xung quanh chúng ta cũng có một cái cảm giác nhẹ nhàng, thư thái như thế đó, thì chúng ta đã làm đúng. Chúng ta đi con đường thiện lành. Còn nếu chúng ta làm cái gì mà tâm chúng ta bức xúc, tâm chúng ta quanh quẹo, nó có ẩn tàng một cái gì trong đó, cái hậu ý của mình nó không có ngay thẳng ở trong đó, thì chúng ta biết chúng ta đi con đường tà, con đường lệch lạc, hoặc là con đường điên đảo ở trong tâm, thì chúng ta phải nhận ra rằng đó, nó là những cái pháp bất thiện. Và khi nhận ra thì sửa đổi. Mà sửa đổi thì khó lắm. Biết sai vậy đó, chứ mà những cái dục vọng nó lôi cuốn, cái tập khí nó lôi cuốn, thì người ta vẫn đi theo cái dục vọng của người ta, rất là khó sửa đổi. Vì vậy mà nó có chữ tập đi theo. Tập tức là mình rèn luyện. Rèn luyện lần này sửa không được thì sửa nữa, sửa nữa, sửa nữa.
mình ý thức sửa đổi cho đến khi nào mình sửa được. Anh đã nói tu là phải có tập, nên là phải rèn luyện. Nhưng mà tại sao nói tâm mình nó rất là trong sáng, nó rất là trong sạch, nó có cái khả năng hiểu với chiếu rọi hết, mà bây giờ đó lại là nói là có cái tâm quấy nhiễm, lại là nói là có tâm không trong sạch. Bây giờ chúng ta nói một cách rất là nôm na, bình thường ra đó là cái tâm mình nó bình an, nó tốt đẹp á, thì sức khỏe mình tốt này. Cái mình ứng xử với mọi người đó rất là tử tế đàng hoàng và rất là dễ thương, mình đem lại cái niềm an vui cho bản thân mình và cho người xung quanh, thì cái đó là tâm mình đang ở trong cái trạng thái trong sáng, nó trong sạch, nó thiện lành. Nhưng mà thử ai chọc ghẹo mình nổi nóng lên đó, thì cái khi đó nó gọi là tâm uế nhiễm, bởi vì mình nổi sân lên. Nổi sân. Mà cũng như người nam hay người nữ, bình thường người ta rất thương cái người bạn đời, người ta quý người bạn đời của người ta. Thì cái đời sống gia đình của người ta giữ được cái tổ ấm của người ta, và người ta cảm thấy an vui, hạnh phúc trong gia đình của người ta. Nhưng mà khi cái người nam có vợ này rồi đó, nhìn thấy một người nữ khác, cái người nữ này có chồng rồi, nhìn thấy một người nam khác, mà lòng nó bắt đầu dậy sóng lên, và không còn nghĩ tới cái người hôn phối của mình nữa, cũng không nghĩ tới cái tổ ấm mình nữa, mà ngày đêm chỉ muốn gắn bó với cái người khác đó thôi, thì chúng ta sẽ thấy đó, tâm nó đã quế nhiễm, bởi vì cái dục vọng nó khởi lên, cái tà dâm nó khởi lên, và như vậy đó là sự xấu xa. Hiểu này chưa? Cho nên là trong cái đạo Phật đó, chúng ta mới Đức Phật mới dạy cho chúng ta phân biệt giữa cái thiện và cái bất thiện, giữa cái điều lành và điều không lành. Bởi vì cái thiện cho chúng ta quả an vui, mà những cái gì dậy sống trong tâm chúng ta thì chúng ta hiểu nó là bức xúc, nó là những cái bất thường, và nó vậy nó chỉ đem cho chúng ta đó đến những cái trạng thái mà chúng ta ăn không có yên, ăn không có ngon mà ngủ không có yên, là chúng ta bị bức xúc, và cái đó là khởi sự cho một cái trạng thái đau khổ. Và khi con người ta mà rơi vào trong cái dục vọng và rơi vào trong cái sân hận đó, người ta không nhận biết ra đó, thì người ta sẽ bị cái dục vọng nó cuốn đi, người ta bị cái sân hận nó cuốn đi. Quý vị đọc những cái câu chuyện về những người tử tù đó, thì hầu hết người ta nói một câu giống nhau. Người ta nói giá như mà lúc đó đó tôi có thể tự kiềm chế một chút, giá như lúc đó mà tôi làm chủ được những cái cảm xúc của mình đó, thì tôi đã không có gây một cái tai họa như thế này. Mặc dù cái cảnh rất là bức xúc, mình thấy cái người mà mình đang hết sức là tin tưởng thương yêu đây đó, bây giờ nằm trong cái tay của cái người khác, mình không chịu đựng được cái sự bức xúc đó, cho nên mình đã tạo ra cái tai họa rất là lớn lao. Và bây giờ thì mình ở trong tù. Thành ra cái tâm của mình nó, cái lúc đó nó bị cái sự tức giận nó làm cho ô nhiễm, và nó làm cho tâm tối. Và những khi đó những cái ứng xử đó đều đem lên cái sự đau khổ cho bản thân mình. Cho nên là khi tâm mình bị nhuốm một cái màu sắc của tham dục hay của sân hận, mà chúng ta đi theo nó và chúng ta quyết định sống với nó, thì đó là chúng ta đi vào con đường đau khổ. Cho nên là cái tu tập của chúng ta là làm thế nào chúng ta hiểu được cái tâm, hiểu được cái tâm của mình chứ không phải của người khác. Khi nói về tâm đó thì cái câu kinh Pháp Cú số 37 có nói thế này: lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu vợi, đó đây đơn độc không thể xác, nằm trong hang đó là tâm. Ai chế ngự được tâm
là thoát khỏi mọi ràng buộc của ma vương. Hồi nãy sư cô nói tâm là biết cảnh, tâm là nhận thức của đối tượng. Và đây trong kinh Pháp Cú nói rất là hay: lao mình vào cuộc hành trình xa xôi diệu vời, đó đây đơn độc không thể xác nằm trong hang. Thì chúng ta coi tâm nó nằm ở đâu, nó đi đâu, nó ở đâu. Thì thứ nhất, khi mắt chúng ta thấy cái đẹp đây, thì trong cái tâm chúng ta khởi lên sự ưa thích. Thấy không? Mắt chúng ta đây, cái chiều sâu trong cái mắt của chúng ta đó, nó gọi là cái tỉnh sắc căn đó, chính là các sắc thần kinh, nó thuộc về đó là thần kinh thị giác. Thì nó ở sâu bên trong, nó đâu ở bên ngoài. Cái phần ngoài của cơ văn thị giác thì chúng ta nhìn thấy là con mắt chúng ta. Nhưng mà cái sâu xa mà để cho cái hoạt động của tâm á, mà nó hiển lộ ra đó, thì nó nằm trong cái chùm thần kinh của thị giác. Cho nên mới nói là nó đó là không thể xác và nó nằm trong cái hang sâu. Bây giờ cái thứ hai, chúng ta tai chúng ta nghe, tai chúng ta nghe cái lời nói dịu dàng êm ái thì trong lòng chúng ta cảm thấy ưa thích. Như vậy cái tâm ưa thích chúng ta khởi lên, thì quý vị thấy tai không? Đó, cái bộ phận bên ngoài nó nổi lên, nó cái phụ trần căn này nè, thì chỉ là những cái cơ quan ở bên ngoài thôi. Còn cái mà nó hoạt động bên trong đó là cái hang sâu ở bên trong đây. Và nó là cái chùm thần kinh thuộc về cái thần kinh nhĩ, nằm ở bên trong. Nó chính là cái nơi mà tâm xuất hiện và hoạt động, để mà nó tạo tác ra những cái cảm xúc, cũng như những cái suy nghĩ, những cái mà do cái tác động đó, thì cái tai chúng ta nghe thì tâm chúng ta có phản ứng. Bây giờ mình không có việc gì mà người ta đến rồi thì du cáo mình, thì đương nhiên là cái tâm của mình nó nổi lên cái gì thì mình thấy biết. Người ta nói lời đường mật, cái tâm mình khởi lên cái gì là mình biết. Mình nghe cái lời nói, mình phân biệt đúng hay sai, thì cái tâm chúng ta là sáng suốt hay không sáng suốt, chúng ta biết. Quý vị thấy nó ẩn tàng trong ai sao? Không có thể xác. Vì mắt nó cũng có, tai cũng có, bây giờ mũi nè, nó cũng có hai cái hang sâu. Và nơi đây, đó, cái chùm thần kinh mũi là cái nơi mà lui tới của cái hoạt động. Chúng ta ngửi một cái mùi hương nhẹ nhàng thì cái lòng chúng ta cảm thấy dễ chịu. Chúng ta nghe một cái mùi hôi thối thì chúng ta đây rất là khó chịu. Rõ ràng là tâm chúng ta phản ứng trước cảnh. Như vậy những cái hoạt động của tâm nó có thể do cái cảnh mà mắt tiếp xúc. Hoạt động của tâm là do tai chúng ta tiếp xúc với âm thanh. Hoạt động của tâm là do mũi chúng ta tiếp xúc cái mùi hương. Đi ngang mà nghe người ta nấu có cái mùi thức ăn nó bay lên thì tự nhiên cảm thấy đói, muốn ăn. Những cái đó là do cái sự tiếp xúc vậy. Khi mà chúng ta ăn thì lưỡi chúng ta đó xúc chạm với những cái thức ăn thì chúng ta biết nó là ngọt hay là chua, nó là đắng hay là nó chát, thì chúng ta biết hết. Thì như vậy cái thần kinh lưỡi nó cũng ẩn tàng ở bên trong. Cho nên nói nằm trong hang sâu, không có thể xa. Bây giờ tới thân chúng ta đây, xúc chạm. Thì thân chúng ta, ngoài thì chúng ta thấy da, nhưng dưới làn da, nó là đầu của những cái chùm thần kinh. Thân nó tỏa ra như thế, thì nó vẫn chìm sâu bên trong. Và nói là, lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu vợi, đó đây đơn độc. Đơn độc là bởi vì khi mà cái hoạt động về cái nhãn thức nó khởi lên nơi mắt thì tai nó không khởi lên, mũi không khởi lên, lưỡi không khởi lên, thân không khởi lên. Như vậy đó, mỗi một cái căn thì nó có cái đối tượng riêng của nó. Mắt thì có đối tượng là cảnh sắc, tai có đối tượng là cảnh thinh, mũi có đối tượng là cảnh khí, lưỡi có đối tượng là cảnh vị, và thân có đối tượng là cảnh xúc. Mỗi cái đều khác nhau hết. Cho nên đó, mỗi một lần ở trong tâm chúng ta
nó chỉ khởi lên có một đối tượng và một cái phản ứng dị tâm mà thôi. Nhờ nào cái này xong rồi thì cái khác mới khởi lên. Cho nên mới nói là đó đây đơn độc, nó không đi cặp, nó không đi cặp đôi, không đi cặp ba, không đi một chùm, mà nó đơn độc một mình, không thể xác nằm trong hang. Đó là tâm. Và khi mà các căn này nó không có hoạt động đó, thì quý vị sẽ thấy tâm nó vẫn hoạt động. Tâm hoạt động là do nó nhớ lại, nó hồi tưởng lại những gì mắt đã thấy, tai đã nghe, mũi đã ngửi, lưỡi đã nếm, thân đã xúc chạm, nhớ lại hết. Cảnh mà ngũ căn nó tiếp xúc bây giờ nó trào trở lại là một cách. Cách thứ hai, bây giờ nó không có cái ngũ căn, nhưng mà tự trong lòng mình suy nghĩ ra, mình tưởng tượng ra, mình mong muốn ra, thì nó vẫn là cảnh. Và tâm mình nó sẽ hoạt động như thế. Thì khi mà những cái cảnh nội nó diễn ra trong tâm thì nó ẩn tàng, chúng ta không thấy được. Những cái hoạt động đó, chúng ta thấy tâm không có thể xa. Cũng như mình nhìn đây nè, điện không có thể xa, nhưng mà điện có thể hiện ra dưới bóng đèn dài, dưới bóng đèn tròn. Nó có thể nằm trong tủ lạnh, nó ở trong cái hệ thống âm ly và micro. Vì thế không, nó đâu có thể xác. Nhưng mà nó xuất hiện ở nơi nào thì cái hình tướng, người ta cần cái gì thì người ta tạo ra cái đó, thì nó phù hợp với cái hình tướng đó thôi. Và cái hoạt động của nó là như thế. Đó là tập. Và trong pháp cú có nói vậy: ai chế ngự được tâm là thoát khỏi mọi ràng buộc của ma vương. Cái câu kinh pháp cú này đó là Đức Phật giảng trong cái trường hợp là Đức Phật giảng cái bài pháp này ở thành Xá Lợi, có liên quan đến một cái vị tăng. Vị tăng này tên là Sangharakshita. Thì trong tiếng Việt mình dịch ra là đó là cái vị tên là Tăng Hộ. Vị này là khi còn là thanh niên thì có cái chí nguyện xuất gia, và khi bước chân vào trong cái tăng đoàn làm lễ xuất gia cạo đầu xong đó, thì cái người này rốt ráo tu tập và cái quả phước nó trổ xanh rất là nhanh. Chỉ có vài hôm xuất gia thì vị này đã đắc đạo quả, đã trở thành một cái vị Phật. Vì mặc dù còn trẻ như vậy nhưng là đã thành một cái bậc A-la-hán rồi. Cho nên người ta trân trọng gọi cái vị tăng này đó là tôn giả. Và ở trong cái tăng đoàn đó, một cái người mà đắc đạo quả như vậy, người ta cũng tôn kính, gọi đây là trưởng lão. Cho nên gọi là trưởng lão tăng hộ, hay còn gọi là tôn giả tăng hộ. Thì vị này đó có một người em gái. Cái cô em gái này sinh được đứa con trai đó. Thì cô em gái này rất quý cái người anh cả của mình, cho nên mới xin phép người anh cả mình đã đặt tên cho con trai mình, nó cũng cái tên là Sangharakshita, có nghĩa là tăng hộ, gọi là tăng hộ cháu. Cái kia là tăng hộ bác, cái này tăng hộ cháu. Thì cái cậu nhỏ này đó khi lớn lên đó, tới cái tuổi trưởng thành thì cũng xin xuất gia, có cái chí nguyện xuất gia, vào xuất gia. Thì khi vào xuất gia đó là cái người cháu nhỏ này cũng là một cái vị tăng mà rất là tích cực trong cái việc tu tập của mình. Sau cái mùa an cư đó thì cái vị này được Phật tử cúng dường cho hai cái y tắm mưa, một cái y dài và một cái y ngắn. Thì vị này mới nghĩ trong bụng nghe, cái y dài đó mình về cúng dường cho thầy, còn cái y ngắn là cái phần của mình. Cho nên là sau mùa an cư thì trở về với thầy. Thầy cũng là bác của mình, tức là trưởng lão. Thì vị này về đó là phải nói là một cái người học trò rất là ngoan, chăm sóc liêu cốc của thầy sạch sẽ, nước uống chăm vào. Thầy đi về thì có nước sẵn cho thầy rửa chân,
rồi chỗ nghỉ ngơi, ngủ nghỉ của thầy đó đều sạch sẽ hết. Giảng pháp thì đứng để quạt hậu thầy. Nói chung là rất là cung kính cái vị thầy của mình. Thì sau khi mà an cư về đó thì vị này một hôm đó lựa cái thời thích hợp thì mới quỳ xuống mới bạch với lại tôn giả tăng hộ, rồi kính bạch thầy: con xin cung kính dâng lên thầy cái y tắm mưa. Thì vị trưởng lão mới nói rằng là: con giữ lấy mà dùng, thầy đã có đủ rồi. Thì cái vị tăng trẻ này mới nói: bạch thầy, nhưng mà cái lúc mà con ở trong cái mùa an cư đó, khi con nhận được hai cái y này đó, là cái tâm nguyện con ngày đêm làm sao mà đem về để dâng cho thầy cái y tắm mưa, xin thầy nhận để cho con có chút phước. Nhưng mà vị tôn giả này nói: không, thầy đã đủ rồi con, con giữ lấy mà dùng. Thì cái vị tăng trẻ này cứ nặng nề hai ba lần, nhưng mà vị tôn giả vẫn nói rằng thầy đã đủ rồi, cho nên là không có nhận thêm. Thì vị tăng trẻ này trong lòng buồn lắm, mới nói rằng là, nói trong bụng của mình đó, lúc mình ở ngoài đời đó thì vị này là bác ruột của mình, trong miền Nam mình gọi đây là cậu ruột của mình, mà đi tu thì vị này là thầy của mình. Mình thương mà mình quý thầy mình lắm, mà bây giờ có cái y tắm mưa mà thầy cũng không nhận, thiệt là mình thiếu phước và buồn lắm. Bây giờ làm sao mà ăn ở đây, ở đây, ăn ở đây, ở đây mà thầy không có thương chút xíu nào hết á. Mình chỉ muốn có dân cái y như vậy mà dân cũng không được, cho nên là vị này cứ quanh quẩn trong tâm á, với cái y tắm mưa không có dâng được cho thầy, và bây giờ như vậy là cái tâm trạng của mình rất là ngổn ngang, bức xúc, không biết phải xử lý làm sao. Thì tới cái giờ thầy giảng pháp đó thì phải ra hầu thầy, cho nên đứng cầm cái quạt mà quạt cho thầy. Nhưng mà trong lòng nó không có như lúc trước, tức là cái lúc trước đứng quạt cho thầy đó thì chăm chú nghe thầy giảng mà hoan hỷ để đứng quạt cho thầy, còn giờ cầm cái quạt quạt mà suy nghĩ vậy. Bây giờ không nhận cái y tắm mưa, bây giờ thì mình làm gì với cái y tắm mưa? Mà ở đây thầy không thương thì làm sao ở được? Mà hoàng tục hả? Hoàng tục làm sao sống? Sống làm sao bây giờ? Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh này phải hoàng tục thôi. Mà hoàng tục thì sống làm sao? Thôi bây giờ mình lấy cái y tắm mưa dài đó mình bán đi. Bán đi thì bây giờ chỉ có cách đó là mua một con dê cái, rồi mình chịu khó mình chăn cho nó ăn cỏ. Mà dê thì nó đẻ nhanh lắm, nên 3 tháng nó đẻ một lần. Thì khi đẻ ra vậy là dê con đó mình bán đi, nhưng mấy dê cái mình giữ lại. Thì như vậy lần lần cái đàn dê mình nó tăng lên đó. Thì cứ dê cái đẻ ra là bán, dê cái đẻ ra là bán. Đến khi cái bầy dê nó đông quá đó, một mình là không có nổi, vậy mình phải tìm cái người phụ giúp cho mình. Thì người phụ giúp mình đó chính là mình phải đi tìm một cái cô nào cũng siêng năng đàng hoàng đó, thì về để mà chung lưng với nhau mà chăm sóc cái đàn dê này mà sống chứ làm sao. Thành ra cái lúc đó nè, phải cưới vợ. Thì cưới vợ rồi thì có con. Có con thì bây giờ cái sinh hoạt cái trong cái gia đình với lại cái dòng tộc đó là bây giờ đến cái lúc mà phải bồng con đi thăm họ hàng. Thế là hai vợ chồng mới bồng con đi thăm họ hàng. Thì khi đi như vậy đó thì chồng thì tay là bồng con, rồi tay thì đẩy cái xe mà hồi xưa quý vị thấy làm bằng hai cái bánh cung bằng gỗ để đẩy đồ cho nó nhẹ. Vợ thì sắp qua cát. Đi nửa đường thì cái người vợ mới nói rằng: cho em bồng con một chút đi. Thì cái người chồng mới nói rằng: bồng con cái gì, đẩy xe đi bồng con làm gì, vợ không chịu. Vợ dối tay để bồng. Thì người chồng thấy vậy mới giao đứa con. Thì trong lúc mà hai bên đưa qua đưa lại làm sao, cái đứa nhỏ đó rớt xuống dưới đất, rớt xuống đất ngay cái bánh xe. Thì cái người chồng mới tức quá, mới phạt vào lưng cô vợ một cái, ra cái bóp. Thì té ra là cái quạt nó đập vô đầu cái ông thầy cái bóp chứ không thấy con vợ đâu á. Thì lúc đó là tôn giả tăng hộ mới nói thế này: này con,
con đánh không có trúng cái người đàn bà đó, nhưng mà thầy đây đâu có cái có cái lỗi gì đâu mà thầy phải ăn một cái cán quạt nó nghe cái bóp vậy con. Thì cái vị tăng trẻ này mới nói chết rồi, thôi chết rồi, sao mà ông thầy ông đọc hết ở trong cái tâm mình hết vậy. Ông mới ngó qua cái là ông biết là mình đang đánh một cái người đàn bà, người đó là vợ của mình, sao không biết vậy. Thì cái vị này sợ quá và thấy rồi thôi, bây giờ là cái chuyện mà rời bỏ cái chỗ này là chắc chắn phải vậy, cho nên là sợ hãi mới là quăng cái quạt xuống đất rồi bắt đầu chạy. Thì cái hội chúng đó người ta không biết tại sao mà đứng quạt cho thầy rồi lại đập trên đầu thầy cái bóp rồi là quăng cái quạt là chạy. Cho nên là mấy ông sa di trẻ trẻ mới rượt theo, mới bắt cái ông sa môn này lại, rồi mới đưa đến cái tinh xá của Đức Phật, bạch lên Đức Phật rằng đó là thầy đang giảng pháp mà cái người đệ tử đứng quạt quạt sao đập trong đầu thầy một cái rồi quăng cái quạt chạy mất tiêu, đến trình lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi này con, tại sao lại tạo ra cái lỗi lầm vậy con? Ý nói là tại sao lại là đứng quạt cho thầy mà đánh trên đầu thầy rồi chạy như vậy? Ý Đức Phật hỏi tại sao lại tạo ra cái lỗi lầm vậy con? Thì cái vị tăng trẻ mẹ nói, bạch Đức Thế Tôn, tại vì con bất mãn. Đức Thế Tôn hỏi con bất mãn cái gì? Thì vị này mới kể lại đó là từ cái lúc xuất gia đó là tôn kính cái vị thầy của mình đó là ngài Tăng Hộ ra sao, rồi mình đi nhập hạ đó được có hai cái y tắm mưa làm sao, cái lòng về muốn dâng cho thầy sao, rồi mấy lần thầy từ chối, rồi cái tâm trạng của mình sao, rồi là mình chìm trong cái suy nghĩ đó từ hồi nuôi dê đến dê nhiều, rồi cưới vợ rồi đẻ con, rồi bồng con đi thăm họ hàng, rồi đến lúc mà phạt trong lưng vợ một cái thì là té ra là lấy cái quạt đập trên đầu cái thầy cái bóp. Thì mới kể hết cho Đức Phật nghe. Thì Đức Phật mới nói là này các tỳ kheo, đừng có bối rối, là bởi vì cái tâm của chúng sinh đó là thường nó chạy theo những cái dục vọng, tức là nó chạy theo cái ước muốn của nó, cho nên là phải thấy rõ cái điều đó, phải điều phục nó, phải coi như là phải kiểm soát nó, thì như vậy mới được bình an. Đức Phật dạy vậy, cho nên là Đức Phật mới đọc cái bài kinh Pháp Cú. Và cái bài này đó khi mà dịch ra bằng cái văn vần thì nói rằng chạy xa, sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái bậc mà tu đắc được cái thiền, ngũ thiền thì có thể luyện được thần thông. Và trong cái thần thông đó nó có cái tha tâm thông. Tha tâm thông có nghĩa là đọc được cái tâm của người khác. Và chúng ta đây nè, chúng ta không có tha tâm thông, nhưng chúng ta đọc được tâm người khác. Có phải vậy không? Bây giờ người ta nói chuyện với mình á, mà người ta thật hay giả là mình biết chứ, đúng không? Mình nhìn cái mặt của người ta, mình biết lòng người ta buồn vui biết chứ, phải không? Phải không? Có những người người ta rất là tế nhị, người ta chỉ cần liếc qua cái người đó là người ta biết cái người này đó là có thể kết bạn được hay là không thể kết bạn được, người ta biết hết. Như vậy bản thân mình đây cũng có thể đọc được cái tâm của người khác. Nó không nhiều, nó không rõ, nó không đầy đủ, nhưng chúng ta có thể biết tâm người khác. Và bản thân chúng ta đây có thể biết được tâm của mình. Khi mình giận mình biết chứ, khi mình dữ dằn mình biết chứ, khi mình tốt mình biết chứ, khi mình chơi xấu với người ta mình biết chứ sao không biết, phải không? Vậy mình đọc được tâm không? Đọc được. Nhưng mình không có ý thức được rằng đó là những cái mà cái tâm của mình nó xấu á, mình không biết đó là độc hại cho cái nội tâm của mình, mà mình coi nó bình thường. Đôi khi mình lắc léo, mình quanh quẹo, mình nói năng để mình qua mặt người ta mình được cái đó, lòng nó lại quan hỷ. Và chúng ta không biết là cái quan hỷ đó thiện hay bất thiện là không biết, nhưng chắc chắn rằng khi mà chúng ta quanh quẹo lương lẹo vậy
mà chúng ta hút được cái gì của người khác mà tâm chúng ta hoan hỷ đó, thì nó gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Nó tính toán để nó nói một đằng mà nó làm một nẻo thì nó mới lừa dối người ta được. Có những người đó thấy rằng cái sự xảo trá của mình là sự khôn ngoan, biết là xảo trá nhưng cho rằng mình khôn ngoan, đó là cái sự tâm tối ở trong tâm của mình, không biết rằng đó là những cái pháp quý nhiễm, những cái pháp độc hại, những cái pháp mà khi thân hoại mạng chung đó, mình đã sống như thế đó thì khi mình tái sanh trở lại đó, sẽ có những người có cái tâm y như vậy đó ứng xử với mình, và mình phải chịu đựng những cái gì mà mình làm cho người khác chịu đựng. Cho đến bao giờ đó mình học được cái bài học này, mình buông bỏ, nghĩa là mình nói sai rồi, không có đúng nữa đâu, thì mình thoát. Vì làm cái lễ cầu siêu cho cái người thân của mình đó, khi cái người thân mình qua đời, tại sao phải cầu siêu? Nếu người này chết mà sanh lên cõi trời, đâu có gì cầu siêu. Về Tây Phương Cực Lạc đâu có gì cầu siêu. Mà nếu người này tái sanh làm người cũng đâu có gì đâu cầu siêu. Mà nếu tái sanh làm súc sanh thì cũng cầu siêu cũng không được. Mà người này đó ở trong địa ngục cầu siêu cũng không được. Như vậy tại sao mình cầu siêu? Cầu siêu vì mình nghĩ rằng có thể cái người thân của mình đó chưa được lên cõi trời, chưa được tái sanh làm người. Người thân mình còn ở đâu đó trong cảnh khổ, nhất là trong cảnh ma, nhất là ở trong cảnh của quỷ khổ. Người này ở trong cảnh của Atula, cho nên mình mới cầu siêu. Và cầu siêu mà có siêu không? Có siêu mà cũng không có siêu. Tại sao có siêu mà cũng không có siêu? Tại vì như mình bây giờ đây, có những điều Phật dạy đó, mình nghe cái nó hoan hỷ trong tâm, cái mình làm theo liền. Còn có những điều Phật dạy đó mình ngập ngừng hoài, biết là đúng đó, biết là hay đó mà ngập ngừng hoài, không có sửa được. Ví dụ như Phật dạy, Phật nói là trong cái giới thứ năm á, mà khi con ăn con uống mà con làm cho cái tâm của mình nó mê muội đó, thì đó là cái xấu nhất trong năm giới. Nhưng mà ham ăn, ham ngủ, ham thọ hưởng dục lạc thì không có bỏ được, không có tránh được, vẫn u mê. Biết là đi vào con đường đó là con đường đau khổ mà vẫn u mê, không buông ra. Thì khi mà mình chết, mình rơi vào trong cái cảnh ma đó, để mình nhớ nhung hoài, để mình than thở hoài, để mình rền rỉ hoài, thì người ta có tụng kinh cầu cho mình siêu độ đó, mà mình không nhận thức ra mình sai đó, thì tụng hoài vẫn không có thể siêu được. Mà khi mình ý thức, mình hiểu được rằng thôi chết rồi, sai rồi, mình bây giờ ở trong cảnh ma giới rồi, bỏ đi, không có nắm níu nữa, không có vương vấn nữa. Cái gì nó thay đổi, chấp nhận thay đổi. Và phải tạo nên một cái sự thay đổi tốt, một sự thay đổi tích cực thì siêu thoát. Còn không, đâu có siêu thoát. Vì thế người ta chết bao lâu không? Bám vào cái xương tàn cốt rưỡi đó, và cứ ngỡ rằng mình ở đây. Cái bóng đèn này nó tan nát rồi, cái dòng điện nó vẫn còn, nhưng nó không chịu ở cái bóng đèn khác. Cái đó là cái nặng nề trong tâm của mình. Cái đó là cái bám dính của mình, mà mình không hiểu rằng mình sai. Thì tụng kinh sao siêu thoát. Còn nếu chúng ta hiểu là sai rồi, không đúng rồi, không nên vương vấn nữa.
Bây giờ con nó đã lớn rồi, cháu của mình tuy nó dại khờ nhưng nó có cha mẹ của nó, mình không nên bám vào nữa. Nhà cửa này mình tạo dựng, mình có đầy đủ phước báu mình ở, sau khi mình chết rồi thì của này bố thí cho con của mình, cho cháu của mình. Tài sản này ai có phước thì hưởng, không có phước thì thôi. Nhiều khi mình thiếu phước, mình cho con gái của mình nhưng mà thằng rể mình nó phá thì sao? Mình cho con trai của mình mà con dâu mình nó phá thì sao? Phước có thì hưởng, phước không có thì thôi. Tại sao có người là đệ nhất phu nhân mà gia đình cực kỳ giàu có mà không xài được cái đồng tiền? Bà Nam Phương Hoàng hậu, con của một cái người phú hộ là ông Nguyễn Hữu Hào, rất là giàu, giàu nức tiếng ở Nam Bộ. Thì khi mà lập gia đình thì lập gia đình với một vị vua là vua Bảo Đại, và trở thành chánh cung hoàng hậu là đệ nhất phu nhân. Nhưng mà chồng cờ bạc nợ nần, mà các cái quan đại thần trong triều là nợ nần hết. Thì bây giờ tao đòi thì phải trả chứ sao, tiền đâu trả. Giờ xin cha, thì cha mới cho con gái, mà con gái thì đâu có xài nữa, đưa qua cho cái ông vua này. Và ông vua này cũng đâu có xài đâu, ông vua này đưa vô bài bạc và nuôi gái và săn bắn ngựa, tất cả mọi thứ. Thì thấy chưa, con gái của mình là đệ nhất phu nhân, và tiền của mình tuôn về không làm được cái điều gì hữu ích, chỉ trả tiền nợ nần do bài bạc gái trai mà thôi. Vậy tại sao mình lại phải thành ma? Tại sao mình phải bám vào đó để mình đau khổ? Là vì cái tiền mồ hôi nước mắt của mình, cái tiền do khôn ngoan làm ăn của mình, cái tiền tích trữ của mình, bây giờ xài không đúng ý mình. Bố thí đi, đã cho rồi ai muốn làm gì làm không tiếc. Đã chết rồi thì tất cả bố thí một lần cuối cùng cho nó có phước. Bây giờ mình chết rồi thì chồng mình có quyền lấy vợ khác, chuyện đó bình thường. Con mình có cuộc đời của nó, tại sao mình phải bám vào? Mình ở trong nhà đó mình làm ma hoài đâu có được cái gì, chỉ được cái đau khổ mà thôi. Tại đâu ai nghe mình nói, đâu có ai chấp nhận cho mình ngồi ăn, đâu có ai cho mình tham gia trong cái đời sống gia đình. Cái tiếng nói của mình đâu có giá trị. Chứ cô biết một cái cô đó, từ ngoài Bắc vào trong Nam để vào trong cái bệnh viện y viện dân tộc để chữa bệnh, mà đâu có chữa được gì đâu, cổ đâu có bệnh, cổ là giáo viên cấp 3. Nhưng mà khi mà ba cổ chết thì không siêu, và luôn luôn đó là nhập vào cổ để mà nói với vợ đó, bà phải làm này, con phải làm này, người này làm cái kia. Thì người ta muốn đưa cổ vào Nam để mà chữa bệnh, đặng mà cái dòng nó không đi theo, nhưng vẫn đi theo. Cứ nằm say mặt trong vách mà nói. Khi bác sĩ tới khám bệnh mới nói cô quay ra để cho bác sĩ khám bệnh. Thì mới nói bà để cho bác sĩ tới giờ khám bệnh rồi. Ông cho thì mới quay ra, ông không cho tiếp tục nói nữa. Bám vào đây, không có siêu thoát. Thì như vậy thì chúng ta đây đó, thấy được tâm người khác, thấy được tâm của mình. Mà mình có sửa đổi, có sửa đổi thì có tu tập, không có sửa đổi không có tu tập. Cho nên Đức Phật dạy mình phải hiểu rằng cái tâm của mình nó có cái khuynh hướng thọ hưởng, cho nên đi theo cái dục vọng của mình. Và khi nó không có thụ hưởng được thì nó sẽ bị bức xúc, nó sẽ phiền não, nó tạo nên đó những cái điều mà làm cho chúng ta đây đang không có được yên ổn. Và nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ trôi lăn trong cái con đường luân hồi, và chúng ta hoài hoài nối kết với những cái sự sai lầm của mình. Còn khi chúng ta hiểu biết, chúng ta bỏ,
Còn bao giờ chúng ta thấy còn đúng thì chúng ta theo. Biết bao nhiêu người làm những cái điều lỗi lầm, nhưng mà có người nhận ra được, chấm dứt bỏ. Còn có những người không nhận ra được thì người ta vẫn thấy rằng cái điều đó đúng mà ta tiếp tục. Thành ra là cái việc tu tập là do mình nhận thức ra. Rồi khi mình chết rồi, mình có siêu thoát được hay không là cũng do mình nhận thức ra. Cho nên khi chúng ta làm một cái điều gì đó, luôn luôn chúng ta hỏi rằng điều này đúng hay sai. Nhưng mà đúng hay sai trên căn bản nào? Bao giờ cũng trên cái căn bản là cái lợi ích của mình. Điều đó chúng ta dễ phạm. Khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta ngoài cái câu hỏi đúng hay sai đó, thì chúng ta thêm một câu nữa là thiện hay không thiện. Thiện thì làm, không thiện thì không làm. Thì đó là chúng ta đi vào con đường tiến hóa về tâm linh. Bây giờ xin kể cho quý vị nghe một cái tích truyện Pháp Cú số 35. Nó có cái tên là Người Đọc Được Tâm. Có một cái mùa an cư kiết hạ, có 60 vị tỳ kheo sau khi nhận cái đề mục tu tập do Đức Thế Tôn ban cho, thì 60 vị này đó mới đến một cái làng đó gọi là làng Matika. Thì nơi đây đó, cái ông mà thôn trưởng đó, đứng đầu cái làng này, đứng đầu cái thôn này đó, thì có một cái người mẹ rất là mộ đạo. Trong làng đó người ta gọi đó là mẹ của cái ông thôn trưởng Matika. Về sau người ta gọi luôn là bà Matika, gọi tắt là bà Matika. Thì khi mà chư tăng đến cái vùng này để mà an cư kiết hạ, thì bà nghe cái tin này bà rất là hoan hỷ, bà mới vận động cả nhà. Bởi vì thôn trưởng thì cũng phải có cái bổn phận để đi tiếp 60 vị tăng này. Thì bà vận động hết cả nhà họ hàng của bà đi ra để tiếp đón 60 vị tăng này. Và sau khi là thỉnh cả cái vị tăng này đó ngồi xuống nước nôi đàng hoàng, thì bà quỳ xuống mà đảnh lễ và bà xin cái tăng đoàn này cho bà hai điều. Cái điều thứ nhất đó, bà sẽ là cái người mà dâng cái chỗ ở cho toàn bộ chư tăng. Cái điều thứ hai bà xin nữa là hàng ngày cái thực phẩm hàng ngày đó là cho phép gia đình của bà đó dâng cúng thực phẩm hàng ngày cho 60 vị tỳ kheo. Thì vị trưởng lão đó chấp thuận cái điều này. Bà rất là hoan hỷ, cho nên bà về bà vận động, coi như là cất liền một cái tịnh xá để cho 60 vị tỳ kheo có chỗ ở. Và mỗi ngày như vậy đó, thì cả gia đình của bà đó cùng với gia nhân đó cùng nhau để mà nấu nướng những cái thực phẩm tinh khiết để dâng lên 60 vị tăng. Thì cái vị trưởng lão mà đứng đầu cái tăng đoàn này đó, thấy bá tánh ở cái vùng này đó, người ta rất là trọng tăng, người ta quý kính tăng như vậy đó. Cho nên vị này họp lại và đưa ra những cái quy định trong lúc tu tập. Thì cái quy định của vị này mà nói rằng là có 3 điều. Thứ nhất là không phóng dật, cái thứ hai là không dối trá, và cái thứ ba là phải chú tâm tỉnh giác. Và vị trưởng lão này nói thêm như thế này: chư huynh đệ, chúng ta không nên sống phóng dật, vì trước mắt chúng ta là 8 cửa địa ngục sừng sững luôn rộng mở như cửa nhà của chúng ta. Chúng ta đã nhận được đề mục thiền từ Đức Thế Tôn và đã đến đây. Ân huệ của Đức Phật không thể đến với người dối trá, dù kẻ đó có bước theo dấu chân của Ngài đi nữa. Vì vậy, chỉ khi nào hành theo ý chư Phật dạy mới hưởng được ân huệ của chư Phật. Do đó, chúng ta phải chú tâm tỉnh giác, có nghĩa là phải tích cực hành thiền. Như vậy, vị này đưa ra 3 cái quy định. Thứ nhất là không phóng dật. Như vậy, chúng ta chỉ khi nào mà gọi là im lặng như chánh pháp, mà nói năng như chánh pháp, thì tâm mới bớt phóng dật mà thôi.
Im lặng như chánh pháp là lúc yên lặng á, không để cho cái đầu mình nghĩ lung tung, mà mình có cái đề mục thiền để tu tập. À, cũng như đạo tràng này tu niệm Phật á, thì cái lúc mà yên lặng á, thì trong đầu mình cũng niệm Phật. Thì đó gọi là im lặng như chánh pháp. Còn nói năng như chánh pháp á, thì có nghĩa là lúc chúng ta nói thì phải nói bằng cái tâm thiện, và người nghe đó cũng tiếp nhận được bằng cái thiện tâm. Thì như vậy mới là nói năng như chánh pháp. Còn không á, lời nói của chúng ta chỉ trích người khác, chúng ta nói bằng tâm sân. Chúng ta ngồi nói tầm phào, nói trên trời dưới biển, đem chuyện gia đình người này, chuyện người kia ra để mà nói năng, để mà góp ý phê bình vân vân, tất cả những cái thứ đó đều là chúng ta tạo cái khẩu nghiệp mà thôi, không có ích lợi gì cả. Cho nên mới nói là không có phóng dật. Và đặc biệt là cái không được dối trá. Cái người mà quen nói láo đó, khó tu. Bởi vì cái quả nó trổ xanh đó, là mình khó mà tiếp nhận cái sự thật. Bởi vì đứng trước một cái đối tượng nào đó, thì cái tâm của cái người dối trá bao giờ cũng quanh co. Nó tròn qua, nó tròn lại, nó mà mắt. Nó không cho người ta thấy sự thật. Nó cho người ta thấy cái sai, và cho rằng cái sai này chính là sự thật. Và cái quả trổ xanh đó, thì cái người này đó không có tiếp nhận được giáo pháp của Đức Phật. Tức là không nhận được ân huệ của Đức Phật. Cho nên trong cái việc tu tập á, đầu tiên phải sống chân thật. Chân thật với lòng mình. Và chân thật với mọi người. Còn cái gì chúng ta thấy không thể nói được, thì chúng ta cũng nói trong chân thật. Kể một chuyện vui cho quý vị nghe. Cái thời mà còn Pháp Đô Hộ đó, thì những cái người mà chống lại với Tây á, thì Tây nó bắt được và nó cầm tù và nó thủ tiêu. Thì cái hôm đó có một cái người thuộc vào cái nhóm người mà coi như là phản đối chống Tây, thì bị Tây nó rượt bắt. Thì cái người này cùng đường mới chạy vô trường. Thì cái vị này mới nói với lại cái vị sư đó, nói sư ơi, Tây nó đang rượt con, mà nó bắt được con là nó bắn liền tại chỗ, sư làm ơn che giấu cho con. Thì ông sư mới đưa vào cái chỗ mà ít ai biết đó, thì mới giấu cái người này. Bây giờ khi mà Tây nó tới đó, Tây nó hỏi, này ông sư, nãy giờ ông có thấy cái người nào chạy ngang qua đây không? Thì vì ông sư thì sao nói láo được. Thì cái lúc mà cái người này chạy vô đó, thì ông sư cũng đang quét cái sân chùa đó, thì ông mới đem che giấu. Khi che giấu xong rồi đó, thì ông sư cũng bắt cái ghế ông ngồi ở trước đó, ông lần chuỗi. Thì khi Tây nó vô hỏi ông sư, ông có thấy cái thằng nào nó chạy ngang qua đây? Ông sư cũng nói, từ cái hồ mà tôi ngồi đây cho tới bây giờ đó, tôi không thấy ai. Vì hiểu không? Cái lúc mà tôi quét sân chùa đó, thì tôi có thấy và tôi có giấu một người. Nhưng mà sau đó thì ông bắt cái ghế, ông ngồi ông lần chuỗi. Thì khi mà Tây nó tới nó hỏi, ông nói từ cái hồi mà tôi ngồi đây, tôi lần chuỗi, tôi tu tới giờ, tôi không có thấy ai hết. Vì thế thấy người ta nói tránh không? Ta không có nói láo được. Nhưng bây giờ nói sự thật đó, thì hóa ra là mình cũng đồng phạm với cái tụi Tây để mà giết cái người dân của mình sao? Cho nên một cái vị sư đâu có làm vậy được. Mà vị sư thì cũng không nói dối được. Thành ra mình có cái cách mình ngắt cái vấn đề của nó ra. Và như vậy đó, mình nói từ cái lúc mà mình có thể nói được, mình nói rất là chân thật. Đúng là từ cái hồi mà sư ngồi đây, sư lần chửi cho tới bây giờ sư không có thấy ai hết. Đúng không cái gì? Thành ra phải chân thật, mình tập chân thật. Và có khi, thí dụ như mình gặp chuyện, người ta nói đó, tôi thấy cái bà đó hay đến nhà chị đó, chắc mấy cái chuyện này chị biết hết phải không? Mình nói biết. Đâu chị kể tôi nghe coi. Nói biết mà không kể được.
Tại vì chuyện riêng của người ta tự nhiên bây giờ tôi đưa lên bản thông cáo chung đâu có được. Thành ra thông cảm giùm tôi biết mà không nói được. Nó đâu có việc gì mình phải đi chối, đâu có việc mình nói không có, không có, không có cần phải nói láo. Thành ra mình nói có biết, nhưng mà không kể được, tại vì chuyện riêng của người ta mà. Ví dụ như chuyện riêng của chị đem nói tôi nghe, bây giờ tôi đã nói người khác, chị có đồng ý không? Thành ra thôi cho phép tôi cái vụ này không có nói. Thành ra trong này đã nói là phải chân thật. Và khi một người mà suốt ngày đó sống với cái đề mục của mình đó, thì đâu có thì giờ để nghĩ tới cái chuyện gì mà nó quanh co trong đầu. Cũng như quý vị niệm Phật hoài thì cái tâm quý vị an trú trong cái đề mục đó, thì đâu có cái gì để mà mình phải quanh quẹo trong cái tâm của mình đâu. Mình chỉ tưởng nhớ đến Phật rồi mình niệm Phật thôi. Và cái người có đề mục thì người ta hành thiền thôi. Thì cái ý của vị trưởng lão đó là muốn trong cái tăng đoàn là thống nhất như vậy. Rồi đây là một cái quy định về sinh hoạt. Thì vị trưởng lão có nói nè, hai cái vị tỳ kheo đó là không có được đứng gần nhau, cũng không được ngồi gần nhau. Tại sao không được đứng gần nhau, không được ngồi gần nhau? Vì đứng gần nhau, ngồi gần nhau thì nói chuyện. Và nói chuyện thì cái tâm nó không còn thanh tịnh nữa, mà cái tâm nó phóng dật. Cho nên là cái quy định tiếp theo là vậy. Quy định nữa đó thì có cái quy định là mỗi một cái buổi chiều vậy đó, khi mà bắt đầu tắt nắng, trong đèn lên đó, thì tất cả chư tăng nó tụ họp về cái giảng đường để hầu thầy. Tức là cái giờ đó là giờ để đến hỏi thầy là sau một ngày tu tập bây giờ mình trình pháp của nó ra sao, hoặc là có cái việc gì riêng tư cần nói thì cũng là cái lúc đó, thì cái giờ đó được phép tụ họp lại thành một cái hội chúng. Cái điểm thứ ba nữa là cứ mỗi sáng khi mà hừng đông bắt đầu thì tất cả tụ tập lại xếp hàng để cùng đi khất thực. Cái sinh hoạt là vậy. Rồi nếu như mà trong cái hội chúng đó mà bất thình lình đó, có một cái người nào bị bệnh hoặc là có cái chuyện gì bất thường xảy ra đó, thì có quyền đi ra gióng chuông lên. Thì khi gióng chuông lên như vậy đó thì tất cả những cái người tu đó, từ vị lớn cho đến vị nhỏ, đều có mặt ở nơi đó hết để mà cùng nhau xem cái chuyện gì xảy ra. Đó là các cái quy định chung. Rồi cái quy định nữa là mỗi ngày đi bát thì phải đi trong cái trật tự và yên lặng. Như chúng ta biết là cái thời Đức Phật khi bưng cái bình bát được khất thực đó thì mỗi vị tăng đều ngậm nước ở trong miệng hết. Và đi như vậy đó thì chỉ ngó ở cái phía trước cách mình khoảng một thước thôi, để mình không bị dấp đá, cũng không phải bị lội xuống cái dũng sình. Không được ngó qua bên đây, cũng không được ngó qua bên kia. Và khi có thí chủ quỳ xuống để dâng cái thực phẩm lên đó, thì ngừng lại mở cái nắp bát ra. Và ta cúng dường xong thì đẩy cái nắp bát lại. Nếu như cái vị thí chủ này hỏi á, là bạch sư hôm nay sư có khỏe không, thì không có trả lời. Bạch sư tại sao ngày hôm qua đi 10 người mà hôm nay có 9 người, thì không có trả lời. Nhưng mà vị thí chủ đó nói, bạch sư, con bây giờ trong lòng rất là phiền não, con muốn sư giúp cho con làm thế nào để mà con giảm bớt cái phiền não của con. Thì cái vị này kiếm một cái chỗ đó, nhả cái nước đó ra, xong rồi giảng pháp cho cái người này nghe. Và khi cái vị thí chủ này đó là cảm thấy như thế là mình đã giải tỏa được rồi đó, thì vị này ngậm nước và tiếp tục đi. Thì khi mà bưng 60 vị bưng cái bình bát đi vậy, thì gia đình của bà Mathika này đó là cúng dường vật thực lên cho chư tăng. Một hôm đó vào buổi chiều thì bà Mathika đó cùng với những cái người thân cận của mình đó, đi đến tịnh xá để cúng dường cái buổi chiều. Buổi chiều thì thường cúng cái mật mía, cúng mật ong, cúng bơ, cúng sữa. Thì khi mà bà Mathika cùng với lại cái
những cái người thân của mình đi đến cúng dường thì thấy sao cái tinh xá nó vắng teo, không thấy ai hết. Bởi vì chư tăng nó rút về cái lưu cốc của mình để mà hành thiền ở trong đó, cho nên là vắng lặng, không có thấy ai đi tới đi lui, mà không có sinh hoạt gì hết. Thì sau khi những người hầu đi vòng một vòng đó, thì hỏi mấy cái người mà giống như Phật tử đến cái công quả đó, thì hỏi bây giờ muốn gặp chư tăng thì làm sao. Người ta nói là muốn gặp chư tăng vào cái giờ bất thường, tức là không phải cái lúc mà trời tắt nắng tụ họp, thì muốn gặp bất thường thì phải giống chuông lên. Thì bà Ma Thi Ca giống chuông lên. Khi mà giống chuông lên đó, thì bà mới thấy là chư tăng đi lẻ tẻ nhiều hướng, đi về nơi cái chỗ mà giống như mình gọi là cái giảng đường đó, tập hợp vậy đó. Sau khi chư tăng có mặt đầy đủ thì bà quỳ xuống đảnh lễ, thì chư tăng mới nói là không có cãi nhau. Bà nói không cãi nhau tại sao mà mọi người lạnh lùng như vậy, đi thì không ai nói tới ai mà mỗi người riêng rẽ một nơi, không giống như đi lúc đi khất thực đó thì đi từng đoàn xem nó rất là ấm cúng, mà bây giờ tới đây sao lạ vậy. Thì chư tăng nói là không có cãi nhau và cũng không có lạnh lùng với nhau, mà mọi người có cái đề mục để tu tập, chúng tôi tu thiền. Thì bà mới hỏi tu thiền là cái gì, thì chư tăng mới nói là để mà theo dõi mà biết cái thân mình nó hoạt động ra làm sao, cái tâm mình nó hoạt động ra làm sao, để mình hiểu mà mình điều phục nó. Thì bà mới hỏi vậy, bạch quý ngài, cái pháp thiền như vậy đó là chỉ để dành cho chư tăng hay là cái cư sĩ như con, dốt nát như con nó cũng học được? Thì chư tăng mới nói rằng đây là pháp Phật, ai học cũng được. Thì bà vui mừng quá, bà đảnh lễ một lần nữa, bà nói như vậy con thỉnh quý sư dạy cho con thiền đi, tại vì con đâu có biết thiền được. Thì chư tăng mới dạy cho bà buổi chiều đó, giảng thiền cho bà. Và sau khi bà được cái đề mục này đó, bà về bà hành thiền rốt ráo. Thì sau đó là bà đặt thiền và bà đặt luôn ngũ thần, là bốn cái thần thông. Thì khi mà bà đặt thần thông rồi đó thì bà vô trong cái tịnh xá đó, bà thấy khác rồi. Bà mới nói ủa sao lạ quá vậy, chư tăng là tu rốt ráo như vậy mà sao không thấy người nào chứng đắc, còn mình từ đó giờ dốt quá trời đâu có biết tu tập gì, mà chư tăng mới chỉ mà bây giờ mình thấy rõ luôn, cho nên vị này chứng đắc, biết mình chứng đắc. Thì mới nói ủa tại sao lại là chư tăng tu rốt ráo mà thanh tịnh như vậy mà không có thành tựu. Thì bà mới nói, bà mới suy nghĩ ra các cái điều, bà nói là cái chỗ ở mà bà dân cúng là thích hợp rồi, bạn đồng tu cũng thích hợp rồi, và cái đề mục cũng thích hợp rồi, và cái khả năng chứng đắc thì có thể được, thực phẩm thì có đầy đủ rồi, nhưng còn thiếu cái gì, thiếu cái mà bắt đầu từ ngày mai khi bà dâng cúng thực phẩm bà biết cái vị này, khi bà dâng thực phẩm lên cho cái vị này đó thì bà bỏ thêm trái ớt. Vị này bưng bình bát tới dâng cúng lên rồi đó, bà bỏ thêm miếng chanh. Vị này bưng bình bát tới, bà bỏ thêm miếng muối. Vị này bưng bình bát tới, bà bỏ thêm miếng đường. Thì khi những cái vị này đó có thêm một chút xíu vậy thôi, nhưng mà nó phù hợp với cái cơ địa của người. Và khi người ta không còn cảm thấy nó có cái gì nó thiếu nữa đó, thì cái sức khỏe của cái người đó nó đầy đủ hơn, tức là nó không còn cái gì để mà nó bứt rứt nơi cái thân nữa đó. Thì cái vị này hành thiền thì sau đó cả một cái tăng đoàn đó là ai cũng đều thành tựu cái pháp tu tập của mình. Mãn cái mùa an cư như vậy đó thì chư tăng rất là hoan hỷ trở về tinh xá để đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật nhìn thấy cả một cái tăng đoàn mà sức khỏe mà tươi tốt như vậy, và dĩ nhiên là Đức Phật biết những cái tầng mà những cái vị này đạt tới trong cái tu tập mình ra sao, thì Đức Phật khen tặng cái tăng đoàn này.
Thì vị trưởng lão mới quỳ xuống bạch, nói là tất cả cái kết quả trong cái mùa an cư ngày hôm nay đó là công lớn của cái người cư sĩ Mathika. Chính bà là cái người dâng cái chỗ ở, dâng cái thực phẩm. Và đặc biệt là sau khi bà tu tập và đặt thần thông rồi đó, thì bà đó là giúp đỡ cho chư tăng bằng cách trong cái thức ăn của chư tăng nó chỉ cần phù hợp một chút xíu thôi, thì những gì mà chúng con đây đó đã có thể là nhanh chóng thành tựu trong cái pháp thiền của mình. Cho nên là chúng con đây rất là biết ơn bà Mathika. Thì sau khi nghe vậy thì Đức Phật mới khen tặng cái bà Mathika. Thì trong số những cái vị tăng mà ở trong cái hội chúng nó có một vị nghe được như vậy, thì vị này mới nói rằng là tại sao mình không đến chỗ đó tu tập. Sau đó thì vị này mới xin Đức Phật một cái đề mục và bạch với Đức Phật rằng là con sẽ tới cái thôn Mathika để con tu tập ở đó. Thì Đức Phật cho phép vị này đi. Thì vị này đi cái đường dài xa như vậy đó, thì đến nơi trời cũng tối rồi, mệt mỏi, thì đâu có ai tiếp rước đâu. Thì biết cái chỗ đó người ta chỉ thì đến đó thì vào thoải mái thôi, cũng giống như cái tinh xá này, có ở thì không đi về, không ai ở thì bây giờ tăng nào muốn vô thì vô thôi. Thì khi này khi mà vào vậy đó, đường xá mệt mỏi mà áo quần thì dơ bẩn mà lại khát nữa, thì vậy này mới nghĩ trong bụng này, giờ này mà có ai mà phụ mình nó dọn quét cho nó sạch sẽ một chút, có cái bình nước để uống, mà nhất là có cái gì nóng nóng để uống thì tốt quá. Nghĩ vậy thôi chứ còn biết ai mà kêu, biết ai mà nói. Nhưng mà ít phút sau đó thì bà Mathika đã cho người dâng tất cả những cái thứ cần thiết, tức là cho người đến để dọn dẹp, rồi cho người đến dâng thức uống nóng đến cho vị này. Và những thứ nào mà những vị này cảm thấy thiếu thì bà đã dâng cúng đầy đủ hơn. Thì vị này sau khi mà tiếp nhận cái đó rồi đó, thì vị này suy nghĩ vậy, ủa sao mình mới nghĩ trong đầu mà bà đã biết hết rồi, mai mốt mình nghĩ gì tầm bậy là bà cũng biết luôn, rồi bà sẽ túm mình cái giống như bà túm cái bao cái bị của người ăn trộm vậy, chết rồi, cái chỗ này ở không được đâu, cái chỗ này không thể nào ở được hết, tại vì mình hở ra cái gì rồi mới biết hết, mình đâu có thấy bà đâu mà bà biết hết, bà đọc hết cho trong cái tâm của mình vậy thôi, chết rồi, cái chỗ này không tu được đâu. Cho nên ngày mai đó thì vị này là xách gói ra khỏi cái chỗ đó và trở về tinh xá, mới bạch với Đức Phật, mới nói rằng chỗ đó tu không được đâu. Đức Phật hỏi sao vậy? Nói cái bà thí chủ đó bà biết hết ráo à, thành ra khó lắm. Và xin Đức Phật cho con trở về tinh xá đây để tu. Đức Phật nói không, cái chỗ con tu tốt nhất là cái tinh xá đó. Thì vị này nói dạ không phải đâu, chỗ đó không thể nào được, sợ lắm, không có dám đâu. Người ta đọc được cái tâm của mình rồi, sợ lắm, không dám tới. Thì vị này cứ quanh quẩn ở đó. Thì cuối cùng, cái vị này mới nói rằng đâu có cái chỗ nào mà người ta có thể giúp mình đầy đủ như vậy để mình yên tâm, mình tu tập. Tại sao mình sợ? Mình sợ là gì? Mình nghĩ rằng mình có cái điều xấu trong tâm đó, mình lộ ra, sợ người ta đọc bí mật đó rồi người ta không có trọng mình nữa. Nhưng mình tu mà, thành ra mình phải thấy những cái hư, những cái xấu của mình, thì mình bỏ đi thì người ta cũng biết. Ta cũng biết là mình có cái tánh xấu, và bây giờ mình quyết tâm mình loại bỏ nó, thì như vậy thì người ta thêm quý mình chứ có sao đâu. Thì vị này nghĩ như vậy và lại đổ đường dài đó đi tới cái chỗ cái thôn của bà Mathika và xin ở trong đó. Và quả nhiên đó, trong cái thời gian đó thì cái vị này đã mạnh dạn hiểu rằng cái sự tu tập có nghĩa là mình phải thấy được cái điều tốt cũng như điều xấu của mình, thấy rõ như vậy để mà chi, để mà những cái gì mình biết là không tốt thì mình dễ dàng bỏ nó. Còn nếu như mình che giấu những cái điều không tốt hoài đó, thì tức là mình nuôi dưỡng nó, mình đồng lõa với nó.
Thường là con người đó làm cái điều xấu mà không muốn người ta nói xấu mình. Muốn người ta nói tốt mình không à. Mình thích cái người nào đó mà mình làm sai mà người ta vẫn có cách để mà bao che cho mình, nói là coi vậy chứ không có sai bao nhiêu, chút xíu không có ăn nhầm gì hết đó. Khoái với người đó lắm. Còn cái người ta nói sai vậy đưa đến hậu quả vậy, sai gì là phải sửa đó, thì ghét cái người đó lắm. Nhưng mà thay vì để người ta nói, chính mình phải nói với mình những điều đó. Cái này sai lắm rồi nha, phải sửa nha. Không sửa là khổ đó, khổ cho cái bản thân mình đó. Thì cái vị này sau khi ý thức ra được cái điều đó, và với sự trợ giúp của bà Metika, là cái người có thể đọc được cái tâm của người khác. Và bản thân vị tăng này cũng đọc được cái tâm của người khác. Và như vậy, một thời gian ngắn thì vị này tu tập và đã thành tựu được. Thì trong câu kinh Pháp Cú số 35, khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thai đều phục tâm, tâm đều an lạc tới. Thì có một cái câu chuyện vui giữa cái ông sư này với cái bà cư sĩ Ma Tỳ Cá thế này. Khi mà vị này tu mà đắc được đó thì có cái túc mạng thông có thể thấy được cái quá khứ của mình, và có cái thiên nhãn thông đó, để cũng thấy được cái tiền kiếp và cái hiện kiếp của cái người mình đối diện đây. Thì cái vị tăng này nó mới khám phá ra là 99 kiếp trước cái bà Ma Tỳ Cá này là vợ của mình. Bà đang sống với mình, nhưng mà bà lại tơ tưởng tới cái người khác, và dính líu tới người khác, tà dâm với người khác. Và chính vì làm cái việc đó cho nên hai người đã giết người chết. Tức là cái vị tăng này trong 99 kiếp trước đã bị cái bà Ma Tỳ Cá này giết. Nhưng mà khi gặp lại đó, kiếp này là kiếp thứ 100 á, thì bà Ma Tỳ Cá này là cái người trợ duyên cho ông đắc đạo quả. Tại vì sau khi đó mà tà dâm đã giết chết cái người chồng của mình rồi, thì cái người này bị đọa đày trong một, và nơi đó đã thấy ra cái tội lỗi tà dâm của mình. Luân hồi nhiều lắm. Thì gặp lại nhau. Rồi gặp lại nhau đó thì cái duyên để cho bà lại trợ duyên cho cái người mà tiền kiếp đã từng là cái người chồng tốt của bà. Thì trợ duyên thế thì giờ đây đó thì bà cũng chứng đắc đạo quả, mà ông cũng chứng đắc đạo quả. Khi người ta thấy lại cái tiền kiếp của nhau. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng đó, là khi chúng ta ngồi chung một cái đạo tràng này đây, hay chúng ta chung sống trong một cái gia đình đó, thì nó không bao giờ là không có cái duyên từ trong kiếp trước cả. Người ta nói là trăm kiếp trước thì ta không gặp, trăm kiếp sau biết có gặp lại không. Cuộc đời sắc sắc không không, thì thôi hãy sống thật lòng với nhau. Nhưng mà cũng có câu nói này, trăm kiếp trước thì ta đã gặp, trăm kiếp sau gặp lại chớ sao không. Cuộc đời sắc sắc không không, thì thôi hãy sống thật lòng với nhau. Thì đó là cái bài học mà để cho chúng ta thấy rằng đó, là muốn được hạnh phúc an vui đích thực thì không gì quý hơn là chúng ta kiểm soát được tâm. Khi chúng ta kiểm soát được thì chúng ta đi con đường đúng, và chúng ta được bình an. Chúng ta không làm những cái điều sai thì con đường tâm linh của chúng ta là con đường tiến hóa, mỗi lúc nó mỗi cao. Và khi chúng ta sai thì chúng ta phải nhận ra mình sai, và mình quyết tâm mình sửa. Sửa không được thì tập sửa. Tập một lần không được, hai lần không được, ba lần không được, bốn lần. Và cứ thế chúng ta tập cho đến bao giờ mà chúng ta có được cái tập khí tốt, nó lấn áp những cái tập khí xấu của chúng ta. Cho nên là trong cái tu không có gì quý bằng
Và không có gì có phước bằng đó. Mình nhận ra những cái thói hư tật xấu của mình. Còn khi mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta chỉ nhận thấy mình là người tốt, mình là người đàng hoàng, mình là người đúng đắn, mình là tất cả những tiêu chuẩn tốt mình đều đạt được hết, và không hề thấy cái xấu của mình. Cái đó mới là cái nguy hại. Bởi vì mình thấy cái gì mình cũng tốt, thấy gì mình cũng giỏi đó, rồi mình cho rằng thiên hạ không ai bằng mình, thì cái ngã mạn của mình tăng lên. Nhưng mà mình sâu, nhìn sâu vào bên trong của mình đó, mình biết mà mình có cái sai, mình có cái không đúng. Mình nhận ra được cái vậy, mình sửa đổi được, thì mình đã tốt, lại càng thêm tốt. Nó giống như một cái trái ổi đó. Ở ngoài nó vừa ăn nó tươi tắn, nó đẹp đẽ, trông rất là bắt mắt như vậy đó. Nhưng mà bên trong nó cuộn tròn là cái con sâu ở bên trong. Và chính những cái thói hư tật xấu của mình ẩn tàng ở bên trong, và mình không có thấy hết được. Bao giờ mình thấy, mình bắt con sâu đó, mình bỏ ra ngoài thì mình hết. Cũng như nãy sư cô nói với quý vị, là người ta thương con người ta đó, người ta muốn cho con người ta hưởng. Hồi đó mình cực quá, giờ để con đừng cực nữa. Hồi đó mình thiếu thốn quá, bây giờ để con đừng thiếu thốn nữa. Cho nên nó muốn gì cho nó đó. Kể cả con 18, 20 tuổi rồi, chưa biết lau cái nhà, chưa biết giặt bộ quần áo, chưa có biết nấu cơm, chưa biết rửa chén. Tất cả mình đều cung phụng cho nó. Và mình nghĩ rằng mình là người mẹ hiền, mình là người mẹ tốt nhất, người mẹ cao quý nhất. Nhưng mình không có thấy cái lỗi lầm làm mẹ của mình, là mình nuôi con mình á, và mình dẫn nó đi vào cái con đường thọ hưởng là chẳng. Không có rèn luyện cho nó để nó giỏi giang. Cha với mẹ thì như rồng, giỏi như rồng, mà con thì như con trùng đất. Bởi vì cha mẹ dành làm hết rồi, con nó đâu có được rèn luyện, nó đâu có biết gì. Và sư cô vẫn thường nói là những người đó nuôi con, nhưng mà thật ra là nuôi gà công nghiệp. Cứ đổ thực phẩm vô đầy máng, đổ nước vô cho nó ăn, nó uống, cho nó mập béo ra thôi. Nhưng mà cái đầu của nó rất là đần độn, nó không giống con gà ta. Con gà ta đó, không có nước, nó biết tìm nước nó uống. Không có thức ăn, nó biết tìm thức ăn, nó nuôi nó và nó nuôi con nó. Đời sống chúng ta phải biết thích ứng. Và chúng ta phải học hỏi rất nhiều để chúng ta thích ứng tốt đẹp trong cái đời sống. Và như vậy chúng ta mới vững chãi trên đường tâm linh. Nhưng mình làm cha, làm mẹ, mình chỉ thấy cái sự thọ hưởng là tất cả. Trong khi mình không biết rằng đó, con người ta phải vất vả, phải có gian lao, phải có cực nhọc đó, mới biết cái giá trị của cái thứ mà mọi người làm ra. Thì khi ta ăn được cái chén cơm, ta mới biết trân trọng cái ân nghĩa đối với cái người làm ra cơm ta ăn, làm ra áo ta mặc, làm cho cái kéo cắt rúng được cắt con mình, một cái miếng băng gạc để đẩy trên rúng của con mình, chúng ta mới biết ơn xã hội, chúng ta mới đối xử tốt đẹp được. Còn nếu không thì chúng ta không biết cái điều đó. Cho nên bao giờ cái người mẹ đó nhận ra mình sai rồi, và mình làm khổ người ta dữ lắm đó. Có bao giờ mình nghĩ rằng con gái của mình không biết gì hết đó, cứ khi nó lấy chồng, nói chồng nó nói một câu đó là cái đầu nó cất ghệ không nổi. Chồng nó nói, đàn bà con gái gì mà vô trong bếp không biết nấu cơm, đứng trong bếp mà dơ giấy bày hầy, đàn bà con gái gì mà vậy. Cái thằng nó hung hãn lên nó nói, không có mẹ dạy vậy đó hả? Mẹ đẻ con gái ra mẹ dạy nó vậy đó hả? Cái gia đình đó có hạnh phúc hơn thì quý vị thấy rồi. Bây giờ đẻ ra con trai đó mà không, nó ăn á mà nó không biết nấu, nó mặc mà nó không biết giặt, nó ở nó không biết làm cho sạch sẽ, thì bây giờ nó có đem tiền về mà nó, vợ nó thì làm á là từ chiều đó là đã đi làm về rồi, lo cơm nước dưng lên hết đó, rồi nó ăn xong rồi nó cũng không màng tới, nó chỉ lo cái chuyện riêng nó thôi, còn vợ nó như ô sin vậy đó. Thì cái gia đình nó có hạnh phúc hay không là chúng ta nhìn thấy rồi.
Vợ đau bệnh thì không ngó ngàng gì tới, nó có biết làm gì đâu ngó. Ngay cả đi ra tiệm mua thức ăn nó cũng lớn ngớ, cũng không biết làm gì cả. Thì chúng ta tạo ra những đứa con trai, những đứa con gái đó, để nó sống không có hạnh phúc. Là vì nó ở trên trời, nó không ở dưới đất, nó bay phiêu 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 vậy. Bởi vì nó phiêu phiêu ngoài đường, cái nó về cái máng nó dọn ra ăn đầy đủ hết. Áo quần ủi sẵn để cho nó bận hết. Tiền cần xài má đưa ra hết. Muốn cái gì có cái đó, cho nên nó phiêu phiêu, nó bay lên vậy. Bây giờ nó bắt đầu, nó có gia đình, nó phải đi trên mặt đất này, nó đi không được. Chúng ta làm đau khổ biết bao nhiêu thế hệ. Mà nếu con cái chúng ta không biết, phải tiếp tục con đường đó. Mình đã nhận ra cái lỗi của mình chứ? Không đâu, chưa nhận ra đâu. Cho nên mình nói, ô con gái tôi nuôi đó, hai cái bàn tay của nó thon thả, nó đẹp như thế này. Rồi khóc lên, rồi bây giờ tôi tới tôi thấy nó lau nhà, trời ơi nó lau nhà. Rồi nó rửa chén, rồi nó ủi đồ, rồi nó giặt quần áo cho chồng con nó. Trời đất ơi, chết gái tôi rồi, vô phước quá. Mình có thấy mình bệnh hoạn trong tâm mình không? Rồi mình nói, trời ơi con trai tôi nó không biết làm gì hết. Mà bây giờ đó, trời ơi cái gì nó cũng làm cho vợ nó hết. Trời ơi, sao nó vô phước vậy? Ủa mình nói cái gì vậy? Mình muốn cho chồng của con gái mình nó phục vụ y như mình phục vụ con mình. Rồi bây giờ mình có con trai đó, mình muốn con dâu nó phục vụ cho con trai của mình. Mình là cái đầu của mình suy nghĩ vậy. Quá ích kỷ. Và chỉ biết hưởng thụ là trên hết. Và không thấy hạnh phúc là chia sẻ với nhau, là hòa đồng với nhau, là hợp tác với nhau. Mình đã sai từ trong cái căn bản nuôi con cái cho đến cái căn bản mà người ta tìm một cái sự sống chung, hòa hợp và thương yêu nhau. Mình lấy cái sự thọ hưởng đứng hàng đầu. Bao giờ mình nhận ra cái sai đó, hãy sám hối. Biết bao nhiêu cái sai nữa chứ không phải một cái sai đâu. Có cái người đó nói sư cô vậy. Nói thiệt sư cô, tánh con hiền lắm, mà con dễ tha thứ lắm. Bạn bè nói sóc tóc con cái gì hết, là chơi gác con cái gì đó, con đều sánh sái hết à. Mà con có một cái chuyện mà con sánh sái không được đó, là con bực cái ông chồng con quá trời đó. Nói cái gì cũng không nghe. Rồi cô nói, con cô còn chưa, cô cho nói nó còn chưa nghe chứ, chồng cô có phải là con cô đâu mà cô nói nó nghe. Cho nên cái người nào mà mình thương nhất, mình muốn cái người đó phải nghe lời mình. Trời ơi, sao mình độc tài dữ quá vậy? Cái ông thần tham trong cái người của mình, sao nó ghê gớm đến như vậy? Mình đặt ngược lại đi. Nếu mình sống chung với cái người mà cái người đó nó bắt buộc mình nhất cử nhất động phải nghe cái người đó, là mình có thấy mệt mỏi hay không? Cho nên nói là tánh tôi hiền lắm, tánh tôi dễ tha thứ lắm, chỉ có ông chồng tôi không tha thứ được thôi. Tại vì mình đâu có thương mấy người kia, mình thương cái ông chồng của mình thôi. Cho nên bắt ông chồng mình theo ý mình, ông không nghe là mình bực. Còn bây giờ bàn dân thiên hạ thì đâu có thương người ta đâu, mà cũng đâu có bắt buộc người ta sống theo ý mình đâu. Cho nên người ta có làm gì đó thì cái chuyện nó bỏ qua rất là dễ, đúng không? Do mình dính mắc mà, do mình sai lầm ở chỗ là mình muốn những người thuộc về mình phải nghe theo ý của mình. Và có bao giờ mình đọc được trong tâm của mình cái sự độc tài, cái mà cái luôn luôn thích người ta theo ý muốn của mình đó, thì cái đó là cái quế nhiễm trong tâm không? Nếu mình thấy cái đó là cái sai, là cái quế nhiễm. Không ai người ta sống như mình mà để người ta mất tự do mà ta thấy hạnh phúc cả. Chúng ta làm sao đó trong cái nhà của chúng ta giống như một cái mảnh đất phì như, đặt cái hoa nào xuống thì cái hoa nó cũng nở đẹp. Đặt cái cây ăn trái nào thì cây ăn trái nào cũng sai hoành.
Còn mình độc tài đó, mình chỉ muốn trong cái giường mình nó chỉ có cái bông hồng mình thích là nở thôi. Còn ngoài ra bông cúc, bông quệ, bông gì đó là phải rủi tàn hết mới được. Cái cây ăn trái mình thích xoài thì chỉ có xoài lên thôi, còn mấy cây khác là phải rủi tàn lên hết. Thì mình có thấy mình sai không? Nếu mình thấy sai, hãy thay đổi. Nếu mình thấy mình cằn nhằn hoài đó, cử nhữ hoài đó, là cái điệp khúc cần phải lặp lại trong gia đình của mình để mà mọi người đó phải theo cái nếp mình muốn. Có bao giờ mình nghĩ rằng cái cằn nhằn đó là tâm sân không? Có bao giờ cái cằn nhằn đó là cái bệnh hoạn của tâm không? Và người ta nghe cái điệp khúc là người ta chán ngấy rồi, người ta không có thèm trả lời. Nhưng mà mình thấy người ta nín chừng nào đó, nó kéo dài như rau muống chừng đó, rồi mình sẽ thấy cái hậu quả. Một ngày khi sức khỏe mình suy yếu, mình không còn kiểm soát được tâm, thì mình nằm một chỗ nhắm con mắt lại mà nói cái chuyện đời xưa, nói không ai nghe, nói hoài không dứt, trở nên lẫn lộn, lú lẫn rồi. Bởi vì cái tâm sân của mình đó, nó kéo dài, nó nhằn vậy, mình không biết nó xài. Quý vị ăn một món thật ngon, thật bổ, mà quý vị không ăn cái gì hết, chỉ một món đó thôi, ngày này qua tháng khác, quý vị có thấy bệnh không? Còn bổ nữa. Quý vị coi cái món gì bổ nhất, quý vị ăn hoài, đừng có ăn mấy món khác. Có nó có bổ không? Sư cô đi qua bên Úc, thì cái gia đình đó mời sư cô chủ nhật lại nhà để mà giảng pháp cho một cái nhóm Phật tử đó. Thì cái hôm chủ nhật sư cô tới, sư cô thấy hai cái ông đang sửa nhà, sư cô mới chào hai chú. Tới tuần sau đó thì sư cô đến giảng nữa, thì sư cô thấy có một chú thôi. Thì sư cô mới hỏi, ủa chú kia đâu rồi? Ông nói nó đi ra nghĩa trang, nó nằm luôn rồi sư cô. Sư cô nói đừng nói đùa vậy, kỳ quá à. Nó con nói thiệt sư cô. Tôi nói ủa sao hôm tuần trước thấy hai người sửa nhà có mạnh khỏe lắm mà đau cái gì mà lẹ quá mà mất vậy. Ông nói thì bữa đó chủ nhật, thì khi mà nó đi về nhà đó là tối thứ hai đó, vợ nó mới điện cho con, mới nói vợ chồng nó đau bụng quá à, bây giờ nhờ anh tới đưa đi cấp cứu giùm. Thì đưa vô trong bệnh viện có 3 ngày sau nó chết. Thì sư cô mới hỏi bác sĩ nói sao. Bác sĩ nói cái gan hết cứu rồi. Thì ông mới kể sư cô nghe vậy. Ông mới nói nó từ Việt Nam qua bên Mỹ năm nay là 7 năm. Và cái suy nghĩ đó nó nói thế này. Ở Việt Nam mình uống bia đó, có khi cái bia đó nó bị giả, bị gì. Còn đây là bia là bia tốt không hả? Mà bia thì nó tốt cho sức khỏe lắm. Cho nên là cái người này không có phải là nghiện rượu, mà người này suy nghĩ rằng bia là giống như một cái thức ăn tốt cho cơ thể. Thành ra khi mà đi làm á, là cứ để mấy cái thùng bia trong cái cốp xe đó, hễ khát nước là ra khui bia uống, khát nước rồi ra khui bia uống. 7 năm đến chừng đưa vô bệnh viện thì hết cứu được. Cho nên là ngay cả cái mà bổ dưỡng cái tốt nhất mà nó kéo dài đó, nó cũng trở thành cái điều cực xấu. Huống chi chúng ta cằn nhằn cử nhữ hoài, ngày này qua tháng khác, mà chúng ta không thấy cái điều xấu nhất lặp đi lặp lại vậy đó, là bản thân của mình tự giết cái sự sáng suốt của mình, tự giết cái sự minh mẫn của mình, tự làm cho sức khỏe của mình suy sụp, bởi vì mình không đồng ý, không hài lòng, và mình cứ lặp đi lặp lại một cái điều khúc nhất. Đó là cái bệnh trong tâm mà chúng ta phải nhận ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khi nào chúng ta đọc được cái tâm của mình, chúng ta kiểm soát được cái tâm của mình, chúng ta dạy dỗ được cái tâm của mình, chúng ta hướng được cái tâm mình đi theo đường thiện, thì chừng đó hạnh phúc và an vui sẽ ở lại với mình. Và con đường tiến hóa tâm linh là chúng ta đang đi trên con đường chánh. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để đi trên con đường thiện lành, và luôn luôn kiểm soát được cái tâm của mình
ý thức được tất cả những gì mình đang nghĩ trong đầu, mình đang nói ra và mình đang hành xử như thế nào, thì đó là con đường tu tập chân chính nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.